Đây là phối cảnh ngôi chùa thôn Phú Triều, xã Liên Hồng, huyện Đan Lộc, tỉnh Hải Dương. Diện tích 2 tầng, mỗi một sàn là 220 m² của một sàn. Tổng số hai sàn 440 m². Lễ khởi công vào ngày 19 tháng 2 năm 2017. Đây là cái phần móng chùa thôn Phú Triều. Trước cái chùa này hẹp và đã tồn tại bao đời nay đã sụp đổ, không thể thờ cũng được. Đến hôm nay nhân dân địa phương cùng với chư thầy đã tôn tạo lại cái ngôi chùa mà hiện nay mới đang nằm móng. Bác là cán bộ địa phương thì các bác có ý kiến gì không? Vâng, chuyển theo cái nguyện vọng của nhân dân và sự chung tay của chư thầy là cùng với nhân dân và lãnh đạo địa phương cố gắng để xây dựng cái ngôi chùa để cho nó khi mà Tết đến xuân về để có nhân dân để gọi là nơi thờ tự cho nó yên tâm. Trong những cái năm xưa là ngôi chùa là nó cũ, mà xây cái bằng bữa bà ta bữa vui là nó hỏng mất rồi, mà nó lại vừa thấp vừa chật chội, cho nên là vào những các cái ngày quan trọng của nhân dân là khi Tết rồi những cái công việc đi nhà chùa để làm cái nhân dân là đôi khi là không được yên tâm và nhiều khi coi là vỡ vùng là cũng rơi cả vào các Phật thế cũng với cái sự của chung tay của thầy và cùng với lãnh đạo địa phương và nhân dân là cố gắng công đức để làm sao mà xây dựng được cái ngôi chùa cho đàng hoàng to đẹp hơn. Thưa thầy và toàn thể nhân dân cũng đã công đức cố gắng đã hiện nay đã làm hoàn thành được cái móng để làm sao cố gắng trong năm nay đưa được ngôi chùa lên để cho nhân dân và coi là các Phật tử ở trong thôn để coi là ra chùa cho yên tâm và to đàng hoàng thiết kế và nhân dân và ban kiến thiết thi công cùng với trong ban và lãnh đạo là theo cái yêu cầu và cái thiết kế để thi công cũng như là ban kiến thiết cố gắng là thực hiện và phấn đấu theo cái bản thiết kế và cố gắng thực hiện theo đúng cái bản thiết kế thi công.